Đợi chắc mà ông đổi nhá. Linh đồ ăn chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Ăn nói chưa? Dạ. Linh đồ ngủ đây luôn à? Không. À, ngủ ở nhà. Dạ. Đang lo, có vợ ở đây vậy? Không, không có. Ê. Chắc có. Linh đồ có vợ ở đây rồi các bạn ạ. À? Không. Lên lên đây, lên quê phải đi là có vợ luôn. Đã, ăn rồi là buổi đêm mà đi ngủ với vợ nào không biết. Phải đi với cả cái đồ đi mẹ. Dạ. Làm xây dựng mệt thế. Đúng. Hả? Mệt lắm. Ừ. Mệt thế. Nặng, nặng nữa. Ok cho các bạn, trước khi vào video hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một shop bán quần áo của mình mới khai trương hôm nay. Thì shop có tên là quanglinhstu.com nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ vào và cho các bạn xem tất cả các mẫu áo và mẫu dép bên mình bán như thế nào nhá. Mong các bạn ủng hộ, đấy, ủng hộ mình 1-2-3 cái áo và mấy cái dép. Thì đợt này mình cũng kinh doanh mở riêng cho mình là một shop bán quần áo thun và cũng như là dép. Mình chỉ mong các bạn là luôn ủng hộ mình để mà làm đi từ thiện này. Thì mình cũng đã xem xét và cũng như là lên kế hoạch là sẽ mở một trang web bán quần áo này, quần áo thun này, mẫu mã đẹp luôn nha các bạn. Thì hôm nay khai trương thì tất cả mọi mặt hàng áo thun và cũng như là dép, giày, áo khoác giảm giá tất cả là 10% nha các bạn. Đấy, 10% này. Các bạn vào và tìm xem mẫu áo nào các bạn thích thì các bạn vào ấn đặt hàng trên này luôn. Và bên mình sẽ ship tận nơi, tận nhà. Đấy là ship toàn quốc luôn nha các bạn. Nói mà toàn quốc là toàn quốc Việt Nam thôi chứ không ship ra nước ngoài nha các bạn. Đây dép này, dép Adidas này, 315 này là giảm 10% này, là giá gốc của dép là 350 nhưng mà giảm 10% là còn 315 nữa. Áo thun này, áo thun đây này, áo thun là 210, bây giờ còn 189 nữa. Tại vì hôm nay khai trương mà nên là phải giảm giá 10% cho các bạn vào mua. Đây, xem mẫu mã dép rất là đẹp này các bạn này. Dưới này là có áo áo khoác này, áo hoodie này, thì có tất cả các loại mặt hàng. Các bạn hãy vào shop quanglinhstu.com, có thể vào đặt hàng trên web nha các bạn. Ủng hộ mình giam 3 hộp mì tôm, ok. Anh em đang đứng sau camera. Các bạn muốn được tư vấn thì các bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0399682002 để bên mình tư vấn và cũng như là vận chuyển hàng. Các bạn cho địa chỉ ở đâu cũng được. Đấy, anh em tôi sẽ ship hàng tận nơi cho các bạn luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Luôn ủng hộ team châu Phi và cũng như là người dân bản địa ở châu Phi nha các bạn. Vâng, bơm xài. Rồi, từ từ thôi nha bác nhé, để bọn em làm đi đã. Ok, hello, chào các bạn nhé. Ok, hello, chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Mark Lloyd. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đô. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Philip. Ok, chào mừng các bạn trên đầu quang lên blog của Sướng Châu Phi. Thì như hôm qua là anh em tôi chặt cây xong, thì hôm nay làm cái lán cho anh em ngủ tại công trình và trông coi vật tư. Thì vật liệu là sẽ mai là sẽ đi mua luôn. Mua xi măng này, gạch này. Và nói chung là những cái thứ mà cần thiết làm thì anh em tôi sẽ mua và để vật liệu đây. Còn làm cái lán này để cho Fedi này, Martin Lôi này, Victory này
đội Minh Gù là ngủ tại đây để trông coi vật tư nhá. Hiện tại anh em cũng đang làm đầu này này, đang đào gốc cây này. Đào, hôm nay đào dở rồi, đào gần xong rồi, gốc cây to kinh khủng. Ở với thế Tirala là gần xong rồi. Đào gốc cây đầu này là ngày hôm nay là sẽ xong luôn. Đây. Xong rồi. Xong cái gốc đấy. Đấy. Và cái móng hành rào chỗ đấy là mình đào đằng trước rồi này. Yeah. Đấy là đào. Anh em cũng đi mua tôn với là mua đà này, rồi là ván này để mà làm một cái lán cho anh em ngủ trong coi vật tư nhá. Thôi là bây giờ làm luôn nhỉ. Kim cương. Thế đi đâu được kim cương ấy? Tám vòng, tám vòng anh luôn. Không có. Về luôn. Kìa mà làm này.
Làm khung xong đấy à? Gần xong rồi. Tí nữa gạch cái ngang này là lợp được thôi. À, cũng nhanh nha. Cái này cái lán. Cho anh em bây giờ ăn trưa. Bánh mì sweet. Một cái bánh mì và một là lon nước ngọt là đủ đến tối các bạn ạ. Đấy. Làm công trình thì mệt lắm. Tại vì mới bắt đầu làm. Đang làm lán đấy. Ngon đấy. Hả? Tuyệt vời đấy. Chào bé ba. Làm lán xong này, làm lán xong là sẽ mua bếp ga này, cũng như là gạo rồi là bột ngô, cá rồi thịt đấy. Anh em thích ăn gì thì ăn. Buổi trưa hai ngày nay là mới dọn dẹp đấy, vậy là làm lán. Chắc mà không đổ nhá. Linh đồ ăn chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Ăn nói chưa? Dạ. Linh đồ ngủ đây luôn à? Không. À, ngủ ở nhà. Dạ. Đang lo, có vợ ở đây vậy? Không, không có. Ê. Chắc có. Linh đồ có vợ ở đây rồi các bạn ạ. Không. Lên đây, lên quê phải đi là có vợ luôn. Đã, ăn rồi là buổi đêm đi ngủ với vợ nào không biết. Phải đi với cả cái đồ đi mẹ. Yeah. Ngủ đây mà coi trông coi xi măng rồi là sắt thép rồi nhiều lắm, mất một cái là chết dở luôn. Vô xe tắm mẹ, đồ đấy mẹ đi. Bây giờ là nhà của các anh phải trông vật tư chứ. Tôi để đi trông cho các anh nữa. Cái này phòng này có thể ngủ và bỏ xi măng với gì trong này luôn nha các bạn. Tại vì anh em tôi đang mới đào để xây hàng rào thôi. Nên là cũng sợ phải cho người ở đây thôi. Chứ mai dậy không ai trông coi đây. Sợ là sợ trộm mà dở luôn cả nhà luôn này. Không phải là lấy chắc xi măng đâu. Lấy hết tôn luôn này, không phải là xi măng không đâu. Ở Việt Nam cũng thế, ở đâu cũng thế thôi. Có người này người kia. Phim ma đẹp bơi đa televisão. Fala angolano. Subi televisão, já no bora. Fala angolano. Gốc này to, gốc cây to. Esse tamé grande, hein? Hoje acaba? Hoje? Vai acabar. Tá bem. Não tem marca. Ok. Vamos ver só. Vamos acabar de mais cedo. Vamos fazer mais. Tá bem, não tem problema. Tá bem, chefe. É muito grande. Ok, né? Tô. Esse tá mega grande. Um dia, dois dias, não tem problema. Gốc cây này là quá to các bạn ạ, đào mất một ngày đến hai ngày mới xong đấy. Gốc cây này đào xong rồi này. Đấy, nhưng mà gốc cây này có lẽ là anh em tôi sẽ đổ bê tông rồi ở dưới rễ nhá, sợ đào không hết đấy, rễ cây nó lên, trường hợp xấu đấy, đó là trường hợp xấu.
anh em sẽ đổ ít bê tông lên. Còn hàng rào này cũng đào lúc sáng rồi. Cái này sẽ làm hàng rào, làm hàng rào với là đào móng lên nha các bạn. Đấy. Đây cột trụ này. Cổng cổng to luôn. Đây các bạn này, cổng này. Cổng này là để xe chở vật liệu vào nhá. Sau sẽ thu nhỏ lại. Đây, bên kia lập tôn rồi. Đây, hàng rào. Anh em tôi sẽ làm hàng rào với là móng luôn. Có một đội riêng làm hàng rào và một đội riêng làm móng. Làm móng nhà, bốn móng nhà liên tục luôn nha các bạn. Làm cấp tốc cho tất cả anh em trong team nhanh có nhà để ăn tân gia. Một khi mà xây nhà, xây bốn nhà thì sẽ đào móng bốn nhà luôn. Xây lên bốn nhà luôn, hoàn thiện bốn nhà luôn chứ không xây một nhà một nha các bạn. Đất rất là to, rộng, có mấy cây bóng mát này. Tuyệt vời. Bây giờ lập tôn. Matty Lôi thì mới đi lên trưởng thôn để làm giấy tờ cho xong nha. Đã... đúng rồi. Doremi ali ấy, Contora. Contora Feru Turu nau ningen grupa ấy. Ấy si Turu de você no su. Nau ke ru ningen grupa nada. Ơi chứ. Hả? Bưng ấy. Thôi, thôi cất thang ấy. Cất thang ấy. Thôi trốn 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 trốn. Trượt đấy, trượt chạc đấy. Trượt chạc đấy. Trượt, trượt, trượt đấy, trượt đấy. Đóng cho đẹp lên rồi. Làm xây dựng mệt thế. Đúng. Hả? Mệt lắm. Ừ. Mệt thế. Nặng, nặng nữa. Ok, gần xong rồi nha các bạn. Là một cửa nữa là được. Vây kín lại nhá. Che mưa che nắng ok luôn.
rất là rộng. Gốc cây này chắc chắn là khoảng mất 2 ngày mới xong đấy. Hôm nay là lên là làm vi án, còn tất cả anh em đang đào gốc cây cũng như là đào hàng rào để mà xây hàng rào. Như thế này là bỏ được vật liệu xi măng này, với là nhà ở cho anh em trông coi vật liệu, cũng như là buổi trưa thì ăn nghỉ ngơi tại đây. Bây giờ cho mọi người vào xem trong nhà là có những gì nhá, coi thoáng hay là rộng quá nha. Anh em trông coi vật liệu với là thì nằm ngủ ở đây nhá. Nằm ngủ ở đây này. Như kiểu phải đi với là Victory, Domin Gù, đấy, Bát Đi Lôi với là mấy anh thử xây ở ngoài nữa. Ngủ ở đây này, buổi trưa và buổi đêm. Còn ở đây là để xi măng và xi măng thôi, ở trong này thì để xi măng thôi. Còn sắt thép thì để ở ngoài, lấy xích cột lại gốc cây, đấy. Ok, quả đẹp ấy. Đẹp. Đẳng cấp ấy. Ok các bạn, hôm nay là lên anh em làm cái lán này và cũng như đào mấy cái gốc cây cho xong đốt ngày hôm nay để mà ngày mai còn đi khoan giếng để lấy nước. Thì video hôm nay cũng xin chia tay nha các bạn. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Sướng Châu Phi để ủng hộ em với tôi nha. Chào các bạn nha.